Và video lần này là mình sẽ hướng dẫn cho anh em gọi là búp tiên ngọc nha anh em. Thì hiện tại anh em có thể thấy là búp thành công rồi nè các bạn. Búp được 1000 mấy chục dạng luôn rồi nè. Đó, rất là ngon lành ha. Ok, anh em sẽ xem hết video và mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách búp ha. Xin chào tất cả anh em của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách gọi là búp kim bảo và tiên ngọc nha anh em. Thì anh em nhớ xem video này, nhớ nhấn like, đăng ký kênh của mình để ủng hộ mình, và mình sẽ làm nhiều cái video hay hơn và nhiều cái thú vị hơn để gửi đến anh em ha. Thì cách búp kim nguyên bảo và tiên ngọc rất là đơn giản các bạn ạ. Thì các bạn xem hết video lần này của mình đi, thì từ từ mình sẽ chỉ cho các bạn cách gọi là búp cái tiên ngọc và kim nguyên bảo lên ha. Nói chung thì nó rất là đơn giản luôn anh em ạ. Chỉ cần anh em cố gắng thì sẽ thành công thôi. Hiện tại mình đang săn boss ha, anh em đợi mình xíu, mình săn mấy con boss cái đã, rồi mình sẽ ra mình làm cho các bạn xem. Thì tích kim búp kim ngân bảo thì búp miễn phí các bạn, búp mà mát hết luôn, 999 rồi hết, nhanh nọn lẹ các bạn. Này là tích đánh lỷ đạo tiên thần thú ha, tích đánh để nhận. Đánh được nhiều thì nhận nhiều, đấy, đánh được ít thì nhận ít. Đơn giản lắm các bạn. Thôi miễn phí cầu phúc nữa nè. Thôi ngon chưa, chưa gì cho miễn phí cầu phúc rồi nè. Từ từ mình sẽ búp cho các bạn xem. Nói chung tự game này cũng dễ cái gì. Ba cái việc búp búp ở trên YouTube tụi nó làm mình cũng làm được anh em. Mình làm còn ngon hơn tụi nó nữa. Anh em cứ nhấn like, đăng ký kênh video của mình đi, mình sẽ hướng dẫn anh em búp. Nếu mà video này được 10.000 view và 100 like, 100 lượt thích thì mình sẽ búp ngẫu nhiên cho bạn nào mà comment đầu tiên ha. Khi mà nó đạt đủ 10.000 view và 100 like á, mà cái lượt view mà đủ 10.000 á, mà các bạn mà đầu tiên comment á, mình sẽ coi nha, mình sẽ tặng cho bạn nó một lần búp nha. Ok anh em ha, anh em cứ xem video đi, mình săn boss cái đã, rồi từ mình búp cho các bạn xem. Bạn thấy vậy thôi chứ game mà nó búp được thì quá bình thường các bạn. Mút đồ này kia nó, tại vì con game này ở Hồng Kông các bạn, cái chủ chính của nó ở Hồng Kông, nó không có ở Việt Nam, nên nó chỉ có những cái group của Việt Nam nó tạo ra thôi, chứ thực chất ra là toàn bộ thông báo đồ này kia là ở trên thao tác ở trên điện thoại hết các bạn, ở cái trang mà các bạn đăng nhập game ấy đấy, để nó thông báo thôi chứ nó không có group nào này kia đâu các bạn. Có thì có trong cái group nhóm thôi đấy, còn lại là ở bên nạp tiền đồ này kia thì toàn bộ là ở Hồng Kông ha. Thì tựa game này rất là hot đấy, bởi vì nó hot quá, là bởi vì rất là nhiều người búp các bạn, búp tới nỗi mà bán ạt không được luôn các bạn. Và mình thông báo với các bạn là các bạn mà có chơi cái tựa game như thế này á, các bạn muốn trao đổi buôn bán rồi á, thì các bạn lưu ý giúp mình. Thứ nhất là không xài Gmail. Thứ hai là khi mà các bạn chơi, các bạn liên kết tạo tài khoản, các bạn nên tạo tài khoản ha. Tạo tài khoản game ha. Và không liên kết Gmail và số điện thoại ha. Như vậy thì các bạn mới có thể gọi là bán được nha, trao đổi với nhau được. Còn các bạn liên kết rồi thì sẽ không buôn bán được nha. Hiện tại giờ là Gmail nó rất là nắm chặt, giống như thằng Oppo gì iPhone những các bạn à, vậy không thể nào ấy được đâu. Đó, mình nói vậy thôi là các bạn đủ hiểu rồi. Để mình săn boss cái đã, boss ngon quá, bổn các bạn ơi. Chạy 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 chạy. Ôi trời ơi, không có nó luôn. Đi vô xong ảnh giả. Trời ơi, tao tết 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 tôi luôn à.
tôi đứng tôi nhìn luôn rồi. lấy chạy chạy. Ôi ô bang tốt ra đây. Đó mình nói gì các bạn ha. Rồi các bạn từ từ đi, để mình chỉ đang đi với ánh dạ. Rồi bật luôn ánh dạ á hay gì đi. Rồi cái phần này nữa các bạn sắp sửa mở rồi nè. Tiên minh lực chiến hạng 1, hạng 3, hạng 4 đồ nè, nhận đồ nè. Sắp sửa mở nữa nè, tâm pháp. À, để mình coi cái phần gọi là tẩy luyện. Đây nè các bạn, tẩy luyện nè các bạn. Các bạn muốn tẩy luyện thì các bạn đợi đủ đồ các bạn tẩy ha. Này bền bỉ. Búp phá giáp. Ok, cái đá nè. Đẩy được một dòng cam để mình tẩy cho các bạn xem ha. Đó. Thấy cái dòng cam chưa? Rồi đổi cái gì đây, giảm gì đó. Đây, bên đây, bên đây. Được dòng cam nè, đổi. Đó. Dễ không? Dễ không? Quá đơn giản luôn. Có gì đâu khó anh em. Đạt thành tựu nè, nhận nè. Đó, xiên kỳ. Thấy không? Ok chưa? Anh em có thể thấy không? Việc bút, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách búp ha. Búp tổng cộng đầu tiên thì anh em búp thì anh em mình nói mười mấy triệu nha các bạn. Dễ được mười mấy triệu. Thì anh em xem cái lên kim nguyên tảo đồ này kia thì nó có lên, nhưng mà lên tiên ngọc các bạn. Đấy, thấy chưa? Tiên ngọc lên 1000 mấy chục dạng. Ngon lành cành đào chưa các bạn? Thấy không? Mua cái gì mua, đó rất là đơn giản luôn. Cứ búp bằng cạc ATM, nó búp bằng ATM ha, búp rất là dữ luôn, ngon lành. Rồi sau khi anh em búp thấy mình búp rồi á, rồi mình sẽ chỉ anh em búp. Đầu tiên anh em bấm vào chữ Sele nè, anh em thấy bằng nạp mà để chữ Sele không? Mình đọc Sele cho anh em dễ hiểu ha. Đó, rồi anh em kéo xuống. Anh em kéo xuống hết cuối cùng cho mình luôn. Đây. Anh em thấy chữ 2499k vé tiền mặt không? Đó. Rồi anh em bấm vào cho mình, rồi anh em nhấp chữ mua. Thì đây anh em đọc thông tin nè. Tài khoản đúng không? Và xác nhận gửi, đợi nó xử lý nha anh em. Đó. Mã đơn hàng là nó ra như vậy nè. Tổng giá trị là 2 triệu rưỡi nha. Chị nghĩ. Bắt đầu chúng ta sẽ nhắn vào chữ rồi là nạp tiền về quý. Đó. Cái phần này mới quan trọng nè. Cái phần này mới quan trọng nha. Thì anh em sẽ lựa chọn. Một đó là thẻ Gate. Gate thì mua ở đâu cũng được. Dễ mà. Thấy Gate ha. Hoặc là Koje. Ok, Koje thì các bạn bấm Koje vô đây cho mình ha. Koje là CGL 999 CGL 888. Ok. Ok ha. Rồi anh em bấm chữ. Anh em tới chữ phần Koje nè. Anh em bấm cho mình. Rồi không nha. 9 số 0 ha. Đó. Rồi seri 11 số 1 ha. Đó, 11 số 1. Rồi nên bấm cái nạp cho mình. Rồi nên cứ bấm thôi chỗ bài. Rồi cứ làm liên tục như vậy thì bảo đảm với mình sẽ thành công ha. Còn không thành công nữa thì các bạn bấm vô tài khoản ban. Đó, ban ha. Đó, nó sẽ ra cái phần như thế này. Thì anh em chọn cái gì? Đi cát nè. Đó, bắt đầu tôi chọn ngân hàng. Ngân hàng rất là nạp.
Đó. Cái vú lậu nào mà đi ban đi búp cho các bạn ha. Đó, nạp vô rồi đầu ấy vô chứ không có việc mà búp đâu các bạn ơi. Nói cho các bạn nghe nè, nếu mà búp được vậy á, các bạn thấy là trên cái con game này nó tè le hết rồi. Với thêm nữa cái máy chủ của con game này nó ở nước ngoài, không hà đó giờ chưa có thằng nào mà búp được cái tiền của con game mà gọi là võ lâm hay là cái này cái kia, chưa ai từng búp được các bạn. Chẳng trừ khi cái game đó nó sập rồi người ta mua lại cái sàn game nó để người ta làm cho các bạn thôi đấy. Còn những cái tựa game này không có đó các bạn đừng có để cho mà mấy thằng mà trên mạng nó lừa các bạn nha. Thứ nhất là nó lừa vô trang web của nó rồi búp lên nạp cạc vô rồi coi như là mất tiền đấy. Chứ có thằng nào game nào nó cho các bạn vậy chơi vậy rồi còn gì nữa, 100-200 ngàn vô các bạn chơi bạn cày là ok rồi. Ai kêu các bạn muốn mạnh thì các bạn nạp nhiều thôi đúng không, người ta mở con game nghe người ta kinh doanh các bạn. Con game nào cũng vậy, người ta mở kinh doanh chứ không ai cho không các bạn, hoặc là nó cho các bạn gọi là được cái gọi là búp rồi không có ha, bỏ tiền nghe các bạn nạp các bạn. Nó thiệt chưa bao giờ mà có cái thằng nào mà nó búp hở sơ hở ra các bạn thấy trên mạng ha. Đó, những cái giống như cái video nãy mình cho bạn coi đó, búp cái gì, cái đó là nó chỉ hình thức gọi là nó mút lại thôi chứ không xài được đấy, mút lại thôi không xài được nha các bạn. Tiền nó là tiền ảo các bạn ạ, không xài được nha. Đó là những gì mà mình chia sẻ trong cái video lần này, nên là các bạn tránh cái tình trạng đó cho mình nha. Rất là nhiều bạn nhắn tin cho mình là anh ơi em bị kia nó lừa rồi, nó thấy nó trên YouTube nó nói như vậy, thì các nó có gì đâu, lừa ăn tiền các bạn chứ mình là búp được. Búp được lẽ tôi không biết trời. Được thì giờ này tôi giúp cho anh em rồi nó búp phê gâu luôn rồi. Anh em ơi bớt bị lừa đi anh em ạ. Sống này không có chuyện mà dễ dàng gì đâu. Ok anh em ha.